Thank you.
Vừa bán vừa rẻ nè, à vừa bán vừa cho này, vừa bán vừa biếu này, ôi dồi ôi, chặt khoai vào nồi để luộc ăn. Cạp này là cạp để ăn, cạp đấy là cạp để đóng dấu và là để cho mọi người sử dụng. Con này xem nào. Con ăn rau đi. Chắc là cân đấy. Ừ, đang...
xong lấy mồm thổi thổi thổi. Tí mẹ bảo nhá, con lắm này này, nhìn nhỉ, nhìn này. Con vét như thế này nhớ chưa? Ngon con mẹ ạ. Con ăn tiếp đi. Mẹ có để dành cho con vàng một con hiểu con không? Còn mà còn nhiều lắm ở trong nồi ấy. Thì con cho nó ăn nhá. Ăn miếng to mà con. Ngon thật. Hát con vàng con thích ăn lắm. Thì con cho nó ăn nhá. Thôi con nóng.